Ông mối ơi, kiếm giùm cái người đàn ông giống vậy đi. Đâu? Coi cái bên đàn trai có không? Có hình luôn hả? Có hình luôn. Ai mà quen quá vậy ta? Thì cái tôi thấy cũng quen lắm luôn á. Ngày xưa ấy, thanh xuân ấy, giờ còn đâu. Trời đất ơi, nó khác một trời một vực. Nhưng mà nói nghe nè, ông can cái mặt ông vô bên kia là thấy là giống hơn á. Ông tin ông thử coi. Mà anh trai. Dạ. Xin mời nhà gái. Thôi mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Phạm Minh Phương. Em năm nay 25 tuổi và đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Phương làm gì Phương? Em làm kỹ sư thiết kế khuôn dập ô tô. Quê em ở đâu Phương? Dạ, em đến từ Bình Phước. Bình Phước, nhưng mà làm tại quận mấy? Làm ở Thủ Đức. Thủ Đức. Làm tại Thủ Đức mà quê ở Bình Phước, còn em? Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia. Chào quý vị khán giả, con tên Kim Ngọc, 26 tuổi, đến từ Tây Ninh. Con hiện tại đang làm giáo viên dạy kèm môn toán và môn hóa cấp 2. Sao cầm cái tờ giấy gì vậy? Dạ, con sợ con run quá, con quên nên con viết lại. Gì? Dạ. Sao viết dài sọc vậy hả? Cứ dạ. Ghi gì trong đó vậy? Dạ, con ghi mấy cái ưu điểm, khuyết điểm. Trời ơi. Rồi, đọc luôn đi coi con. Vậy sẵn mình đọc luôn đi, cứ ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm con là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, không thích cãi nhau. Khuyết điểm của con là tắm lâu, thích ngủ nướng, nhút nhát trước đám đông, hay để quên điện thoại, không giỏi kiếm tiền. Thật ra con không giỏi chịu được áp lực của công việc. Còn gì nữa không? Dạ hết. Hết mà dài sọc vậy luôn á hả? Không. Mai mốt đi gặp người yêu con viết một dọc luôn, muốn hỏi gì, muốn nói gì, tình yêu sao, viết một dọc để tới đó khỏi quên nha. Dạ. Rồi có thích ca hát, ngâm múa hay là thích làm thơ, thích theo thùa gì không? Dạ, con có làm bài thơ nói về bản thân của con. Ồ, rồi đâu, con đọc luôn đi. Này con nhờ chú Huyền Linh đọc cho con. Trời, nhờ chú hả con hả? Sao đây. Ông có sẵn lòng không? Ông mai mối ơi. Có sẵn lòng luôn. Trời ơi, bạn gái xinh hả? Để chú con. Rồi con cứ ngồi đi coi. Thơ: thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày đầu ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Trời ơi, chữ cô giáo đẹp, đẹp quá. Theo cô thì con cứ giữ cái này, xong chút xíu nữa nếu như mà con mở rào ra đó ha, con nên tặng cái này cho cái bạn trai bên đây. Đẹp quá à. Cô giáo à. Ồ, để tôi coi đàn trai. Đàn trai cũng hương trời sắc nước. Thôi nói chung là hot boy. Hot boy và hot girl ha. Đúng rồi. Bạn cảm nhận như thế nào khi mà bạn thấy một cái tờ giấy mà với một cái lý lịch trích ngang, nét chữ thiệt là đẹp, thiệt là mong manh, thì bạn cảm nhận cái cô gái bên đây như thế nào? Cảm nhận của con là cô gái đó là một cô gái rất là chu đáo á. Rất là chu đáo, đúng rồi. Cẩn thận, chu đáo, đúng vậy. Rồi, bạn có điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho bên đàn gái người ta biết luôn đi. Dạ, bình thường thì con rất là tự tin. Con nhanh nhẹn với con ham học hỏi. Ví dụ mà ở trong nhà có đồ gì hư hỏng thì con cũng mềm mò sửa được. Giỏi. Còn điểm yếu thì con dễ mất tập trung và hay quên. Hay quên, giống bên kia. Con nãy quên mất ra đây phải chào rồi. Quên mất chào, giờ chào đi con. Dạ. Con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả quý vị khán giả. Ấy, như là rất là hay này, quên luôn. Cái này mà về gặp ông bà già vợ mà quên chào là mệt lắm nha. Bạn bên kia tên gì? Không, quên bạn bên kia tên gì luôn rồi. Con nói lại cho một cơ hội cho bạn đó nhớ từ đến cuối giờ nè. Dạ, em tên Kim Ngọc. Kim Ngọc. Kim Ngọc nhớ dạ. Nha, Kim Ngọc nha. 25 tuổi con có mấy mối tình rồi Phương? Dạ, con trải qua 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? 2 năm chú. Mối ngắn nhất là? Ngắn nhất là được 2-3 tháng thôi. Trời ơi, nhưng tại sao lại chia tay? Dạ, do khi mà học xong rồi ra trường thì xảy ra nhiều vấn đề rồi hai bên bất đồng quan điểm. Thực ra là với một người thanh niên 25 tuổi thì cái quan điểm nó cũng chưa phải là bất di bất dịch lắm đâu. Cho nên là có thể là con sẽ gặp một người nào đó, cái tình yêu, cái tình cảm nó đủ lớn để mà con cảm thấy cần phải đồng quan điểm với người mình thương. Chúng mình sẽ bày tỏ cái quan điểm của mỗi đứa cho hiểu nhau nhiều hơn nha. Còn con thì sao, mấy mối tình rồi? Dạ con chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào dạ. luôn.
thậm chí là yêu đơn phương cũng chưa có luôn. Dạ đúng rồi. Cái người bạn trai mà con mong muốn sẽ phải như thế nào? Dạ con nghĩ là một người đàn ông nam tính, không hút thuốc, ít uống rượu thôi, điềm đạm, có bản lĩnh, chân thành, giỏi kiếm tiền. Có cần đẹp trai không? Con thì con thích ngoại hình giống cái anh này. Tại con nghe cô Hồng Vân nói giống cái anh này 20 năm trước, cho nên con thích ngoại hình giống anh này. Ông mối ơi, kiếm giùm cái người đàn ông giống vậy đi. Đâu? Coi cái bên đàn trai có không? Có hình luôn hả? Có hình luôn. Ai mà quen quá vậy ta? Thì cái tôi thấy cũng quen lắm luôn á. Ngày xưa ấy, thanh xuân ấy, giờ còn đâu. Trời đó ơi. Nó khác một trời một vực. Nhưng mà nói nghe nè, ông can cái mặt ông vô bên kia là thấy là giống hơn á. Ông tin ông thử coi. Biết ai không? À, dạ rồi. Chú. Đó, chú. Mà để nè, để sát con thấy giống hơn á. Trời ơi, không ngờ hồi xưa tôi cũng đẹp trai vậy ta. Nhưng bây mà giờ hôm nay con đẹp trai hơn. Yên tâm, con trắng trẻo hơn chú ha. Đẹp trai nha con. Dạ. Không có đùa đâu, đây là hot boy đó. Rồi, bây giờ thế này nè, mình hỏi ý kiến người thân đi coi sao. Đúng rồi. Mình cho hai trẻ gặp mặt đi. Ừ, rồi hôm nay con đi với ai nè? Dạ, con đi với chị của con. À rồi, mời chị. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Dạ, chào chị Hồng Vân. Dạ, chào khán giả ở trường quay. Dạ, Ngọc á, thì từ nào giờ bạn đó nhút nhát với khép kín lắm, nên bởi vì từ đó chị cũng chưa có quen ai. Dạ, theo chị á, thì chị thấy bạn trai bên đây cũng hiền, nói chuyện cũng dễ thương. Chị nghĩ là em nên cho bạn bên đây một cơ hội. Dạ, để hai em tìm hiểu nhau. Dạ, không phải nhút nhát đâu, vấn đề đi tìm cái hình tượng mà mình chưa có. Mà hình tượng này cũng khó tìm lắm á. Dạ. Em trai đi với ai? Con đi với mẹ với ba người bác ạ. À. Bác à, Yến, bác Mỹ với có mẹ, bác ha. Mẹ. Xin mời cô có vài ý kiến nè. Dạ, con chào bác. À, xin chào hai MC mát tay. Dạ. Xin chào khán trường. Chào bên đàn gái. Tôi là bác gái của cháu Phương. Hôm nay cháu được chương trình mới đến đây thì cũng muốn cho cháu kiếm được một người bạn để kết bạn trăm năm cho nó vững bền. Thấy cháu đây cũng đẹp, cũng xinh, dễ thương, giống mẹ chồng, cao cao giống mẹ chồng. Bác nói với Phương là cháu gái bên này, em gái bên này coi cũng được đấy. Thì hơi cháu cứ tiến tới từ từ đi rồi tìm hiểu nhau rồi tiến tới hôn nhân cho nó tốt đẹp. Dạ. Xin cảm ơn. Còn mẹ sao? Rồi, mẹ ơi, nói câu đi, mẹ thấy dạ, sao? Chào, chào MC Quyền Linh, chào MC Hồng Vân và chào toàn thể quý vị trong trường quay. Ta thấy cháu gái bên đây cũng xinh, cũng hiền. Còn về tìm hiểu thì do hai cháu quyết định. Dạ, rồi dạ. Cảm ơn mẹ. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi, thằng yêu rào. Lý lịch đó đi. Rồi, tặng quà cho nhau đi. Trời nhiên. Anh có cái cây này là vật dụng mà anh đặt trên bàn làm việc tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, rất là dễ thương. Đến với chương trình em cũng có món quà tặng cho anh là chiếc đồng hồ để bàn. Dạ, cảm ơn em. À, với nghĩa là cho dù thời gian có thay đổi, anh vẫn lưu giữ khoảnh khắc ngày hôm nay. Cảm ơn. Chúng ta cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, sau hai mươi mấy năm đó. Bây giờ con nói thử xem là bạn này có giống như trong cái đầu óc con hình dung không? Ừ. So với cái phiên bản Quyền Linh á thì được bao nhiêu phần trăm? Chắc 70%. 70% đúng không? Cảm nhận đi. Sao nè, hai đứa nói chuyện đi. Cảm nhận đầu tiên thì con nói là con thấy cô gái rất là dễ thương, trên sức tưởng tượng của con. Trên sức tưởng tượng đúng không? Vâng ạ. Anh muốn hỏi là kiểu tình yêu lý tưởng của em là như thế nào? Em nghĩ tình yêu lý tưởng là giúp hai người hoàn thiện lẫn nhau. À, tại vì trong khái niệm của anh thì có kiểu như là mới gặp đã yêu, rồi thân thiết lâu rồi yêu. Dạ. Rồi hoặc là theo đuổi nhiều quá nên yêu. Dạ. Em thích kiểu nào? Em chưa suy nghĩ mấy cái kiểu tình yêu đó nên em chưa trả lời được. Con có thiện cảm với anh không? Dạ có. Nếu như mà sau chương trình này mà cả hai chúng ta bấm nút chọn thì em có muốn tối nay đi chơi không đâu? Dạ, tối nay em có việc bận rồi nên em không đi được. Bữa khác theo đuổi. Dạ. Theo đuổi hoài
hẹn bữa nay không được, hẹn bữa kia, bữa kia không được, hẹn bữa kia, kia không được, bữa kia nữa. Hẹn chừng nào được thì thôi, đã yêu là phải hẹn, cố gắng hẹn cho bằng được. Phương hỏi bạn đi, bạn thích gì? Anh thích màu gì? Dạ, em thích màu hồng phấn. Anh thích màu tím, anh thích màu tím. Dạ. Không, con thích màu tím chứ con không xài cái gì màu tím. Chú Linh thích màu tím mà con. Chú thích màu tím mà chú không mặc màu tím. Và mỗi nhìn màu tím mình cảm thấy thoải mái, con dạ. thích. Tại vì màu tím cũng là màu chung thủy. À, anh nghĩ anh cũng là một người chung thủy. Tại vì bình thường mà ăn món gì ngon là anh sẽ ăn hoài. Rồi, có thể hát tặng bạn gái một bài đi. Dạ. Bước tới, nào, nhìn nhau mà hát, truyền cảm xúc cho nhau. À, con muốn dành tặng bạn bạn Minh Ngọc bài Lời Yêu Thương. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa nở, và mặt trời của miền nhiệt đới buông trên vai em trần, cho anh mơ màng anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày dài. Chết rồi. Những ngày cái này con tập một tuần rồi đấy mà vẫn thất bại vậy. Mình đứng lên mình đối đáp lại đi con. Bây giờ con chỉ biết làm thơ thôi. Bài thơ này là nói về bản thân của em. Có tựa là bông hoa nhỏ, thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày đều ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Cái gì dài ăn sao quá trời là cái gì vậy? Dạ, con viết cái giới thiệu về bản thân con. Dạ. Trời, dài dữ vậy đó hả? Chút xíu tặng bạn. Chút tặng bạn đi. Dạ, để tặng làm luôn đi để về nghiên cứu. Dạ. Chữ đẹp ghê không? Chữ đẹp quá. Đó. Thôi bây giờ trở về ghế ngồi đi nào. Đúng rồi. Chúng ta sẽ để tay vào nút bấm, nhắm mắt lại các bạn. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra lại con tim của mình, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không, trái tim mình có rung động hay không. Kiểm tra thật kỹ các bạn nhé. Bởi vì khi chúng ta bấm nút thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nào, suy nghĩ cho kỹ, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Bấm rồi. Làm như Ngọc hồi hộp quá. Bây giờ chính thức mình đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Xin phép luôn. Xin phép hôn nụ hôn đầu tiên luôn đi con. Xin phép chị cho em hôn bạn gái. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Đó là một bộ sản phẩm. Lấy chồng biết ăn chơi thì về sau này nó không biết ăn chơi nữa. Bây giờ nó chưa biết ăn chơi mà lấy về nó ăn chơi hơi khổ. Mối tình thứ nhất là kéo dài 7 năm. Còn mối tình thứ hai là kéo dài gần 3 năm. Trời ơi. Trời ơi, vậy là cũng 10 năm yêu đương rồi he. 10 năm yêu đương rồi. Em trai, mình giới thiệu về mình đi. À, trước tiên em gửi lời chào đến anh Quyền Linh ha. Chị Hồng Vân, bạn gái ở bên kia. Quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Lê Trung Tính, hôm nay em 30 tuổi. Lê Trung Tính, 30 tuổi. Dạ. Làm gì Tính? Em làm nhân viên kinh doanh cho một công ty lốp xe. À, ở đâu? Quận 10 anh. Quận 10. Dạ. Quê em ở đâu Tính? Dạ, quê em ở Bến Tre. Còn em? Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh với lại khán giả trong trường quay. Là con. Dạ. Con xin tự giới thiệu, con là con tên là Võ Hoài Dung ạ. Con năm nay 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng ạ. Hiện giờ con đang ở đâu? Dạ, con ở quận 9. Đứa ở quận 9, ở quận 10. Một người quận 9, người quận 10 mà xa. Bây giờ sẵn thì mình nói luôn nè, cái ưu khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của con là chịu khó. Dạ, với lại cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Còn khuyết điểm là hơi khó tính với lại nóng tính con. Cái nóng mà cỡ lớn nhiều nhất là làm cái gì? Cái đó nhiều khi mình nói ra, lời nói của mình á, làm cho người khác tổn thương. Tức là bằng lời nói chứ phải bằng hành động đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn ơi, bạn nghe không, bạn Tính? Dạ nghe, đang nghe. Nghe, nghe, nghe đó, người ta nói hết rồi đó, rồi tới mình nói đi. Dạ, cái bên em á thì cái ưu điểm của em là siêng năng, ham học hỏi. Còn cái khuyết điểm của em là hay tin người hơi lố. Tin người hơi lố hả? Dạ. Có tiền cho anh mượn vài trăm thôi.
Trong miệng là trong miệng liền đúng không? Đúng rồi, nói vậy. Mình nói chút xíu về tình trường của mình đi tính. Dạ, em thì cũng trải qua hai mối tình anh. Hai mối tình. Mối tình là thời học sinh. Mấy năm? 5 năm. 5 năm, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 2 năm. Nhưng mà yêu mấy năm á? Yêu cũng là 2 năm. 2 năm, dạ. Là 7 năm yêu rồi. Dạ. Vì sao phải chia tay hai mối tình? Dạ, mối tình đầu tiên thì cũng chia sẻ là bạn gái đi lấy chồng. Rồi, dạ. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì bị người ta bỏ. Ta bỏ hả? Dạ. Rồi, đàn gái mấy mối tình rồi? Con trải qua hai mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là kéo dài 7 năm. Còn mối tình thứ hai là kéo dài gần 3 năm. Trời ơi. Trời ơi, vậy là cũng 10 năm yêu đương rồi ha. 10 năm yêu đương rồi. Tại sao lại chia tay? Dạ, mối tình đầu tiên là quen từ hồi còn đi học sinh á. Xong rồi sinh viên cũng quen, nhưng mà khi mà đi ra làm thì tính tình mỗi người mỗi khác á. Xong rồi ảnh bỏ con. Dạ. Rồi cái mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là quen nhau cũng được, nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình nó khác. Hoàn cảnh gia đình là hai đứa tự động hay là đứa nào bỏ đứa nào? Hai đứa tự động. Hai đứa tự bỏ nhau hả? Dạ. Chứ còn không tin được là ai bỏ con á, con quá xinh xắn. Nói chung là trong tình yêu thì cũng không bao giờ nói trước điều gì ha. Rồi để cô coi thử nha, cô dạ. Coi thử nha. Có duyên lắm à. Oh, chào cưng. Dạ, anh chào chị. Một người rất có duyên và cái khuôn mặt này rất là phúc hậu. Cưng mà chỉ cần mở rào ra thôi cưng hết hồn bên đây liền. Nó đẹp lạ lùng lắm. Thì... đẹp mà lạ lùng lắm. Đẹp lạ lùng lắm. Lên ra đây, lạ đi lùng. Ra đây. Đẹp mà lạ lùng luôn. Nói nghiêm túc, đi ra đây. Làm gì hồi hộp chứ. Tại vì đàn trai tôi qua tôi coi đàn mắt đàn gái cơ. Sao mà lạ lùng. Hú hồn. Trời cưng quá nha. Thấy không? Một cái nét đẹp nó rất là cổ xưa, thấy không? À, nói chung là gương mặt này rất là lạ, dễ nhớ. Dạ. Dễ nhớ, nụ cười rất là tươi ha. Ừ. Cưng thích cái mẫu bạn trai của mình như thế nào, nói cô nghe. Dạ, bạn trai là cao trên 1m65, với lại cái bụng hơi bự bự. Cái bụng hơi bự bự đúng không? Cái bụng hơi bự bự, bụng hơi bự bự xíu. Có. Ừ. Sao lầm thì chưa chắc. Thôi lại. Gian à, nói nghe canh à. Thiếu hai phần á. Thấy chưa? Thiếu hai phần á. Thấy chưa? Đó. Thiếu hai phần. Dạ. Ôi, không đó, sao. Nhưng mà cái bụng hơi bự bự là có nha. Dạ. Ừ. Nó bù, còn gì bù nữa lắm nè. Mà cái sự chân tình, mộc mạc, dễ thương. Dạ. À, thích hát nữa. Thích hát. Dạ. Biết hát không? Dạ, cho em cái đó em ca dở lắm. Ca dở kệ nó. Hát được là được. Đâu thử nào. Em ca bài Ta đi tìm em đi ha. Rồi. Một khúc thôi ha. Lớn lên khúc thôi. Hát hai khúc. Thành đô Lâm An đại lý ta tìm nàng, tìm em dưới Dương Châu chiều mưa, biển kinh tương dương lửa khói xanh đầy trời, biết tìm em nó trốn nào. Thôi được rồi, được rồi. Em ngay kế bên nè, khỏi đi tìm đi. Ừ. Nói chung là cũng có hát, có tinh thần được rồi không? Ừ, dạ. Gì nữa? Còn gì nữa không? Con có thích đàn ông da trắng hay là da đen? Dạ, da ngăm ngăm rồi. Được. Đúng luôn, cái này thì đúng rồi đó. Bây giờ đố bạn bên đây hình dung về một bạn nữ bên đây như thế nào? Theo mình. Cưng. Em hay em đón hả? Ừ. Nếu mà nãy cái nói Nhân Vân có nói cái nét đẹp cổ xưa chắc cũng giống công chúa. Công chúa. Công chúa đúng à, rồi đó, đúng rồi đó, giống công chúa. Nhưng mà cái đó là đúng giống như cái ước mơ, cái suy nghĩ của Cưng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Rồi, bây giờ mình hỏi thăm ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai vậy? Dạ, con đi với cậu với dì với lại bạn bè đồng nghiệp. Ừ. Rồi, xin mời đại diện gia đình có đôi lời chia sẻ. Kính chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào hai MC xinh đẹp, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Chào hai cháu. Em là đại diện cho cậu ruột của bé Hoài Dung. Cậu cũng thấy bên này cũng thấy cũng hài hước, mặt mày cũng vui. Thì còn tương lai của con sau này hạnh phúc thì cậu chỉ nói vậy thôi. Còn con là tự con lựa chọn. Còn riêng quan điểm của cháu á, thì bé là rất chịu khó. Và đặc biệt là có hiếu với cha mẹ dữ lắm. Cậu chỉ khuyên con là bây giờ lấy chồng á, biết ăn chơi thì về sau này nó không biết ăn chơi nữa. Bây giờ nó chưa biết ăn chơi mà lấy về nó ăn chơi hơi khổ. Đúng không anh Quyền Linh? Đúng đó, cái đó cũng đúng đó. Cho nên là cái gì cũng phải phân phân phải phải thôi. Theo ý mình là khó lắm ha. Cảm ơn lời chia sẻ của cậu. Cưng đi với ai nè? Tính dạ, em đi với bạn thân với mẹ em. Có mẹ à? Dạ, có mẹ. Dạ. Dạ, ở đây em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bên nhà gái và quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp với anh Tính.
Thì em ở đây anh Tính á, ảnh rất là thật thà, chịu thương chịu khó. Trong tình cảm thì ảnh rất là chân thành. Và anh Tính ở đây thì cô gái đây thì em chấm rồi. Công chúa không? Công chúa không? Đúng công chúa. Công chúa không? Để mẹ nói đi, mẹ cảm nhận xét nếu như bạn này là bạn gái của con trai mình thì mẹ thấy sao? Dạ, xin chào cô Hồng Vân với chú Quyền Linh. Dạ, thì mình là mẹ của Trung Tính. Dạ. À, mình á, thật sự là ở dưới quê, nghe trai nó điện á, nó nói là nó tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mẹ lên dự. Thì hôm nay mình lên là mình biết cái bé này nè, thì theo mình thấy á, thì cũng rất là thích, thấy nó ngoan với nó cũng dễ thương dữ lắm. Mình cũng muốn cho con trai nó có bạn á, để bật làm cha mẹ yên tâm, có bạn cho nó vui vậy đó. Dạ, rồi hả, nó tiến tới thì càng tốt. Dạ. Rồi vậy cảm ơn mẹ. Dạ. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Tính cười hoài nghe, tính có bộ răng đẹp quá à. Bắt đầu đi Tính. Dạ. Chào em. Rối là Tính rối liền, Tính rối liền luôn. Đấy, giờ em tặng em một quà ha. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn em ha. Dạ. Rồi giờ nè, khui quà đi, khui quà đi. Em cho anh hỏi cái cuốn đầu tiên là em tặng anh là cái ý nghĩa gì không? Tại vì em đọc thấy cuốn sách này nó hay á. À. Dạ, với lại nó nói chung là nếu mà quen nhau hay là sau này có cưới nhau thì trong đây nó có tư vấn về tâm lý á. Nó chỉ mình luôn phải không? Dạ. Các em có mới biết tại sao anh tặng em cái này không? Cái này là nước hoa hả? À, nước hoa. Dạ. Anh muốn em mỗi ngày đều xịt nước hoa là nhớ tới anh á. Dạ. Xong, giờ ngồi ha. Dạ, cảm ơn. Con xịt thử có đúng cái mùi con thích không? Xịt thử coi, trời ơi cưng quá. Được không? Dạ, được dạ. Không? Lúc nó nhỏ bằng tuổi tụi nó, người ta tặng tôi dầu dừa sức không? Ông ấy tặng nước hoa. Người ta tặng ông hay là ông tặng người ta? Tặng ta người dầu dừa. Cái cảm giác đầu tiên mà em nhìn thấy anh nó như thế nào? Có cái bụng nó bự. Hả? Cái bụng nó bự. Hóp vô, hóp vô. Ủa nhưng mà nãy con nói là con thích phải không? Dạ. Ờ, thích người ta thích. Thích hả? Thích phình ra, dạ, phình đúng ra. Đúng rồi. Dạ. Thích có bụng. Nhớ mà, nãy nhớ cái bụng mà. Thôi. Như thấy cũng có cũng chững chạc, cũng có nói chung là cũng đẹp trai. Cảm ơn em. Em cho anh hỏi cái này ha. Dạ. Em ngày tháng năm sinh của em là ngày mấy ha? Dạ, em 3 tháng 9 năm 94. À, tại vì anh không có thích cái bạn gái mà sinh ngày 5 tháng 10. Hả? Nói lớn lên coi. Anh không có thích cái bạn gái mà sinh ngày 5 tháng 10. Sao kỳ vậy? Dạ, bạn gái 5 tháng 10 gọi là hơi cứng đầu á. Ủa sao kỳ vậy? Khó chịu lắm, mấy người đó khó chịu. Sao biết năm tháng 10? Từng trải á, từng trải. Từng trải, tức là hai người kia là ngày 5 tháng 10 hết hả? Có một người thôi. Dạ. Còn anh thấy em sao? Em nhìn rất là dễ thương. Nhìn là thấy cưng rồi đó. Cưng rồi đó, cưng quá cưng. Bây giờ em ở quận 9 nè. Dạ. Công việc em làm, đang làm ở quận 9 luôn. Em ở quận 9 nhưng mà em làm ở quận 2 á. Mình đang hỏi sao đó. Quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Của em là một khi đã quyết định mà quen á, à, là sẽ là quen nghiêm túc luôn. Ừ. Chứ mà ví dụ như mà em lúc đầu mà em không thích hay là gì đó thì không có cho cơ hội. Dạ. Và cái chuyện hẹn hò đi. Nếu mà tụi mình bấm nút á, dạ, thì em muốn cái buổi mà gặp đầu tiên của mình sẽ như thế nào? Đi ăn, đi uống bình thường thôi, đi cà phê bình thường thôi. À vậy ha, vậy dạ, cũng đơn giản ha. Con hỏi anh có ghen không? Chứ giờ mình đẹp á là mình sợ mấy người mà ghen dữ lắm, mệt lắm. anh có ghen không? À, anh có hơi ghen chút xíu, nhưng mà anh có từng trải rồi nên anh biết sẽ phải làm như thế nào, phải ghét cái lời nói của mình á sẽ như thế nào. Với công việc á, nhiều khi công việc của em á, ví dụ như cũng có nhậu với công ty đồng nghiệp hay sao đó, anh có thấy một cái nhậu ít thôi chứ không có cái nhiều. Cái tính chất của công việc mình phải chấp nhận. Yeah. Nó là như vậy. Tương lai mình tính sao, nếu mà hai đứa tiến xa hơn thì mình ở đâu? Cái này nếu mà hai đứa mình cho nhau cơ hội á, yeah, thì em thấy khoảng bao lâu nữa là mình cưới được? Em thì nếu mà hợp với thì, tại vì ba mẹ cũng muốn á. Ừ. Thì nếu mà hợp thì năm này cũng được. Tôi cái hợp này nhau á là do hai tụi mình thôi. Dạ. Chứ không ai sinh ra mà hợp nhau hết. Dạ. Nó là như vậy. Nếu mà tìm hiểu thế được thì cũng tiến tới cũng được. À. Tiền bạc thì ai giữ? Tiền bạc đó, nếu mà hai đứa mình cưới nhau á. Dạ. Thì tiền bạc là em giữ. Rồi con cái quan điểm với con trai con gái thế nào?
Em nói đi. Con thì nói với em là trai gái cũng được, có là mừng rồi. Dạ. Dạ. Mấy đứa? Em thì nếu mà kinh tế ổn định ấy, thì thích 2 tới 3 tới 4 đứa cũng được. Thấy 2 đứa được rồi em. Dạ. Bây giờ đó em bước tới, em nắm tay cô ấy mà nói những cái gì đó mà em đang suy nghĩ và mong muốn điều gì đó để cho hai đứa có thể cảm xúc về nhau. Anh hồi học không biết nói gì mà thì ở đây thì muốn cũng chưa có nói được nhiều, mà quan trọng cái thời gian sẽ chứng minh. Dạ. Mình sẽ làm như thế nào để cho bạn gái thấy cũng như em như là như vậy. Dạ. Ha, từ một cái lần nắm tay nó có cảm giác an toàn không? Nói chung là cứ cho nhau cơ hội. Dạ. Dạ. Rồi về vị trí đi. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định bấm nút là trao cơ hội hẹn hò. Chúng ta đang đối diện với gia đình, bà con, họ hàng, hàng triệu khán giả. Mình không thể dối con tim mình được nha. Con tim mình mách bảo thế nào mình cứ làm y như thế. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai đứa. Có fan đó, có fan dễ sợ không? Các bạn đó là rất mong hai đứa nhấn nhấn nút đó. Dạ. Họp với nhau, hai đứa nắm tay đi. Cái bạn này có duyên lắm á nha con. Bây giờ nè, có cậu, cậu như là cha vậy đó, rồi với mẹ luôn. Bây giờ em hứa đi, cậu với bên nhà mình đi, là bắt đầu xin phép tụi con hẹn hò với nhau từ bây giờ. Con có lời nói với cậu ha, cậu như cha mẹ. Bây giờ bắt đầu cho tụi con quen nhau. Con sẽ cố gắng để mà thể hiện cho em thấy là mình thương, rồi sẽ tiến tới. Nói gì với mẹ đi. Nói em mẹ nói gì đi. Với mẹ. Con giờ con bấm nút là con cũng suy nghĩ nghiêm túc về cái là quen nhau, là cũng có suy nghĩ nghiêm túc về á. Cũng mong sau này mà có nếu mà được làm dâu của bác thì mong bác thương yêu. Mong bác thương yêu con. Nhìn bác hiền hậu lắm á. À, giờ xin phép cậu cho con bạn gái cái. Dạ, con xin phép cậu vợ cho con hôn em ha. Cậu mở có đồng ý không ạ? Dạ, cậu mở có đồng ý không ạ? Nó dễ thương lắm á. Xin mời nhà gái. Rồi, mời nhà trai. Rồi em trai. Dạ. Bây giờ mình là có rung không? Cưng có rung không? Rung có hả? Không có gì rung hết trơn á. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình chút xíu đi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Xin chào. Em chào bạn Nam bên cạnh cùng tất cả các cô chú và các bạn trong trường quay. Em tên là Võ Xuân Hằng, năm nay em 32 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương ạ. Em làm nghề gì? Dạ, em làm nhân viên phòng nhân sự của một công ty sản xuất ạ. À, vậy đó hả? Làm ở Bình Dương? Dạ. Sống ở Bình Dương luôn? Dạ, đúng rồi ạ. Mời nhà trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, rồi chào em. Chị Hồng Vân. Chào cưng. Chào quý khán giả và bạn nữ bên kia hàng rào. Em tên là Nguyễn Văn Cường, năm nay 32 tuổi. Em đến từ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cường làm gì? Dạ, công việc của em là tôi vẫn nhớ mỗi khi em đối diện, ánh mắt nhìn với góc độ đường cong, lòng xốn sang khi quỷ tích xoay vòng, hồn tôi để giao em đường tiếp tuyến. Anh Linh có đón được em là người gì? Anh Linh có thấy điểm từ khóa trong bài thơ không? Giáo viên hả? Dạ, đúng rồi anh Linh ạ. À, em là giáo viên toán lý, đồng thời là trưởng phòng của công ty cổ phần giáo dục công nghệ ạ. Thôi vậy hay rồi đó. Dạ. Vô đề hay đó. Dạ. Hai bạn này cùng tuổi, em thấy hay không? Dạ có. Hay mà ha. Dễ thương đó. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của nhà gái là gì? Ưu điểm của em là tính cách của em rất là tự lập. Em sống thì giàu tình cảm và em rất là yêu thương động vật đó. Em thì người yêu thì em chưa có, nhưng mà chó thì em có cả chục con. Chó thì em có cả chục con. À, chó có cả chục con nghe. Mình có khuyết điểm gì không cưng? Dạ, em thì em cũng hay quên lắm ạ. Nhiều khi đi ngoài đường á, có người chào em á, thì nhiều khi em nhận ra họ. Đến khi mà họ gặp em, họ chào lần thứ ba luôn. Xong em mới nhận nhỏ rồi, hình như là mình có biết người này. Vậy nhiều khi tới bây giờ là em cũng nhớ ra là em quen họ như thế nào, họ là ai luôn.
là hay quên, hay đản trí chút xíu thôi. Nhiều khi là thấy tuổi thân dễ sợ. Phụ nữ hay nói người yêu chưa có, nhưng chó em có rồi. Chó có cả chục con. Bởi vì mới khổ. Cũng... Vậy sẵn luôn mình nói về người yêu đi. Thiệt. Mình đã có mấy người yêu. Thật ra thì em cũng có trải qua hai mối tình rồi. Thật ra thì em thấy nó cũng chưa có sâu sắc lắm. Tại vì trước đây á, thì em tập trung vào trong cái vấn đề công việc và gia đình quá nhiều đi. Cho nên là em cũng hơi hời hợt với lại cái thế giới xung quanh quá. Thì có lẽ là mình đã bỏ lỡ qua quá nhiều cơ hội rồi. Thì nay thì em đến với chương trình thì rất hy vọng là mình có thể tìm được một mạch kép hoàn hảo cho mình. Để mình có thể, hai bên có thể tìm hiểu và tiến xa hơn trong cái mối quan hệ. Hai mối tình kia là chỉ là nhẹ nhàng thôi. Thì mối tình đầu tiên của em thì cũng lâu rồi chị, cách đây cũng khoảng 6-7 năm về trước rồi. Còn mối tình gần nhất thì cách đây khoảng 1 năm thôi. Tụi em thì quen nhau cũng được gần 1 năm. Nhưng mà tại vì tính cách của em thì em cũng khá là trầm tính, ít nói. Bạn ấy thì cũng giống giống như em, cho nên là có thể là hai bạn chưa có biết cách để giải bày tâm tư với nhau nhiều hơn, cho nên là mình không có tiến xa được trong cái mối quan hệ đó. Đó là mời nhà trai ạ. Dạ, về ưu điểm của em á thì tính em dễ thương, hòa đồng, thân thiện, vui vẻ và rất là trung thực. Còn về điểm yếu thì em cũng ít nói, với lại có nhiều khi đôi khi mình làm việc quá nhiều đi, nên có những lúc em hơi bị mất cân bằng cuộc sống. Nên đến em thấy rằng là có lẽ do cũng cô đơn quá, nên là mình cứ lao công việc nhiều quá. Nên bây giờ là quyết định đến chương trình này, mong chương trình tìm được một nửa yêu thương của mình để mà không còn cô đơn nữa, cuộc sống của em mới cân bằng một cách trọn vẹn. Dễ thương. Hai bạn có cái mong muốn giống nhau ghê luôn á. Dạ, nhưng mà bên đó là có mấy mối tình rồi. Dạ, từ xưa đến giờ em đã chưa mối tình nào. Chưa mối tình nào? Chưa có. Thầy giáo người ta chưa có mối tình nào? Dạ, thầy. Dạ. Thầy chưa có mối tình nào luôn á hả? Chưa, nói về mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào. Dạ. Lúc mà sinh viên thì em tính lúc đó nó quá nhát đi. Không được như bây giờ, mạnh dạn như bây giờ. Hồi xưa quá nhát. Cũng tạo áp lực cho nhà gái tôi ghê chứ. Nói chung á là em phải là cái người mà gọi là hướng dẫn đó. Nhưng mà lỡ như em thích người chủ động hơn em thì sao? Đó, nghe chưa? Dạ, thầy, cổ thích người chủ động. Bây giờ ta chủ động được rồi nè. Thì đó, chút xíu thầy phải chủ động nghe chưa? Dạ, yên tâm. Dạ, yên tâm. Dạ. Không, không phải là em không có mối tình nào mà em thiếu kinh nghiệm đâu vậy. Dạ, chưa chắc. Vậy là bây giờ thầy nói luôn đi, thầy mong muốn cái một nửa của mình sẽ như thế nào? Thầy tưởng tượng, thầy ước mơ làm sao nè? Dạ, em muốn một mảnh ghép của em á là một bạn nữ về ngoại hình nó cao khoảng 1m6 trở lên. 6 trở lên. Tóc dài hay ngắn gì cũng được. Dạ. Về ngoại hình ưa nhìn, cảm tình là được. Vì lại có công việc thu nhập là được. Dạ. Rồi còn em sao? Em nói cho thầy nghe đi, cái mong muốn của một nửa của em như thế nào? Dạ, em thì cũng đơn giản lắm. Thì ngoại hình cũng khoảng 1m6 trở lên, tại vì cao hơn em là được. Nói chung là vừa người, không mập quá cũng không ốm quá. Tính cách thế thì phải chín chắn, trưởng thành và sống phải có trách nhiệm. Phải biết tự giác, tự ý thức. Ví dụ như trong công việc gia đình thì ví dụ như sau này có tiến xa được, ví dụ như thấy vợ bận làm cái này hoặc là vất vả quá thì phải tự giác, tự ý thức để làm chứ không cần phải đợi vợ nhắc. Chào con gái. Dạ, em chào anh. Em nói thích người không mập quá, không ốm quá hả? Dạ. Ví dụ hơi mập mập chút được không? Ông, tôi đề nghị mai mốt nói cái chữ mập ông đừng có nhìn cho tôi nha. Thấy chưa, mọi người thấy bạn kiếm chuyện không? Người ta nói bên đàn trai thôi cũng đi cài. Quay ra ống kính nhìn ống kính đi, tại sao cứ phải liếc qua tôi một cái rồi mới trở mặt qua bên kia? Bây giờ, ví dụ nhà trai hơi mập mập chút được không? Dạ, trả lời đi cưng, trả lời hỏi cho. Tôi nhìn đây mà tôi hỏi nhà gái đó. Trả lời nhìn qua đi. Kia mà ông dân mới chửi. Được không? Dạ, mập mập xíu cũng được, nhưng mà không phải là mập quá, béo quá. Quan trọng là mình có sức khỏe là được ha. Dạ. Bây giờ là em không thích điều gì đàn ông? Em không thích bạn nam hút thuốc. Tính tình thì đừng có bảo thủ và khuôn phép quá. Thầy giáo nãy giờ dễ thương lắm, cởi mở. Bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em đeo kính cận. Em thì em cũng có ấn tượng với một số bạn nam bị cận giống em. Ai có ý kiến không? Thầy có cận không thầy? Không, thì em không cận. Thầy không cận. Không cận. Lấy kiến đeo vô. Lấy kính mát đây cũng được. Kính mát đây cũng được.
Em cũng không có yêu cầu nhiều lắm về cái ngoại hình lắm. Chủ yếu là tính cách của bạn có hòa hợp được với tính cách của em hay không. Em đi với ai vậy? Đáng lẽ là hôm nay em đến với mẹ em. Nhưng mà vì một số lý do nên mẹ em không có đến được. Thì trước khi đến đây thì mẹ cũng nhắn nhủ là con gái đến chương trình thì cố gắng làm giỏ con rể về cho mẹ. Thôi coi như chị đại diện cho gia đình bên nhà gái nha. Ok, trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đến với mẹ, chị dâu và thầy Minh, đồng nghiệp của em. À, mẹ, chị dâu, thầy Minh nữa ha. Dạ. Rồi bây giờ đầu tiên mẹ đi. Thì đến đây để tìm dâu. Cháu này cũng được, thôi hai đứa cho nhau một cơ hội đi. Dạ, đó mẹ đơn giản như xúc tích vậy đó. Thôi hai đứa bấm nút đi hai đứa ơi. Đó. Mẹ thấy được rồi đó. Rồi, xin mời thầy Minh. Chào chị Hồng Vân. Dạ, chào thầy. Dạ, chào bạn nữ và các nhà gái. Anh muốn nói về em Cường là một người đồng nghiệp, cũng là một người em. Thì trong công việc thì cũng rất là nhiệt tình, song sáo và sống rất là tình cảm. Do cũng quá hiền từ đi. Thì em nghĩ hôm nay hai đứa đến với chương trình cũng là một cái duyên, một cái cơ hội. Anh nghĩ là hạnh phúc thì cần phải bổ sung cho nhau những cái khiếm khuyết. Em Cường sẽ vì quá là nhút nhát, rụt rè. Thì mong là em bổ sung những cái đức tính đó cho Cường để mà hai đứa có thể hạnh phúc hơn trong cái tương lai. Anh xin hết hai đứa nên cho nhau một cơ hội. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào để cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Những buổi gặp gỡ hôm nay anh có tặng em những món quà. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà muốn tặng anh. Em thì rất thích là xương rồng, bởi vì trong bất cứ tình huống khắc nghiệt nào thì xương rồng muốn luôn mạnh mẽ vươn lên. Dạ. Rồi em mở quà đi của thầy đi, coi là thầy tặng cái gì. Chai nước hoa phải không anh? Thì đây hy vọng là cái mùa này nó đặc trưng, khi em sử dụng nó em sẽ nhớ đến người tặng. Dạ. Mùa đặc trưng. Dạ. Chúng ta có thể trao đổi về cảm nhận lần đầu tiên mình gặp mặt đó. Qua cuộc trò chuyện của anh Hoàng Linh và chị Hồng Vân thì bây giờ hai ta đã gặp đối diện với nhau. Thì em cảm nhận về anh như thế nào? Ấn tượng đầu tiên thì em thấy lúc nãy là được biết là anh là thầy giáo, thì em nghĩ là đúng chuẩn của thầy giáo luôn rồi. Hiện tại thì ấn tượng ban đầu cũng khá là tốt và thì biết là anh cảm thấy em thế nào? Thì trong tưởng tượng của anh bây giờ thấy trực tiếp em á, nó cũng giống 80% gì là tưởng tượng. Một cô gái xinh xắn dễ thương. Dạ, cảm ơn. Mịn màng, chống chẻo. Công việc của em bên nhân sự, quản lý nhân sự đó, mình làm giờ hành chính không em? Em làm nhân sự tổng hợp luôn ạ. Tất cả các vấn đề liên quan về công, lương, tuyển dụng, chế độ phúc lợi. Vậy là chắc mình làm giờ hành chính trong tuần thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. Thứ bảy, nhật cuối tuần là em có thời gian rảnh nhiều. Thứ bảy thì em làm tuần nghỉ. Chủ nhật thì tất nhiên là em được nghỉ rồi. Vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian để hẹn hò. Yeah. Rồi bây giờ thầy giáo có thể biểu diễn một cái tiết mục đó cho cô giáo với cho em gái xem nè. Đeo mắt kiến kêu ta cô giáo luôn. Ừ. Đến chương trình này em có cái chuẩn bị một ca khúc. Cái tên của bài hát này nó cũng có ý nghĩa. Đó là chính nơi đây là nơi tình yêu sẽ bắt đầu. Ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Yeah. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ, mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu, này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để dẫn lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tiếc rơi để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông này một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. Thầy giáo hát rất là thoải mái. Bên nhà gái mình có hát đáp lời không? Em thì hát không có hay lắm. Kệ được em ơi, quan trọng là hát ấn tượng thôi. Bữa nào mời thầy giáo về nhà anh hát một bữa. Dạ em cũng xin hát một đoạn ngắn. Vì yêu là nhớ, vì yêu là mơ,
Một lần gặp gỡ đã ngỡ đã thấy đắm say một đời. Nhiều năm trôi qua cũng sẽ không phôi phai. Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta. Bây giờ thầy giáo có thể nói với tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. Hai chúng mình đăng ký tham gia chương trình mà ngày hôm nay, ngay tại đây, giờ phút này chúng ta gặp nhau, đó là một cơ duyên. Thì anh nghĩ rằng là hai chúng ta nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và có thể một tiến tới xa hơn. Mà em yên tâm, anh tự tin là anh sẽ là một bờ vai vững chắc để che chở cho em, đi cùng em, đồng hành em đến suốt cuộc đời. Anh tự tin về điều đó. Ok, để tay mình rút bấm đi. Để thay nút bấm đi. Rồi, 1, 2, 3. Chúc mừng. Chúc mừng thầy giáo nha. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau, để nắm chặt tay nhau nha. Dạ, thưa hai bác, xin bác cho con Quý Hằng được chính thức quen nhau, chính thức hẹn hò, tìm hiểu. Và hai bác cứ yên tâm, những gì lúc nãy con nói là chắc chắn thật 100%, là uy tín của con. Rồi. Những gì con nói con sẽ làm được. Dạ, hai bác yên tâm. Hai bác ở nhà yên tâm nha. Rồi, sẵn vậy xin phép hai bác đi cho hung lên má em Hằng nha. Dạ, con xin phép hai bác được hung em Hằng. Dạ. Hay quá. Thầy giáo chưa yêu lần nào nha. Thầy rất là mạnh dạn nha. Đúng rồi, thầy rất là tự tin luôn đó. Nhà em á thì ai cũng biết nấu ăn hết trơn á. Không riêng mình em lại nấu dở nên cái gì nhà cũng đẩy cho em làm hết trơn á. Bắt buộc em phải làm nhưng mà nấu hoài thì cũng dở là dở. Nhược điểm của em là em hay nhung nhẽo, hay dễ khóc nhè. Anh thấy đẹp không? Trời ơi, tôi thấy nó không được đẹp lắm. Bánh này là bánh tự tay em làm á. Anh thử coi ngon không? Bánh này bánh gì em? Dạ, bánh chua nướng anh. Nướng hơi quá lửa. Dạ, nhưng mà ngon vậy. Ngon hả? Dạ, ngon. Cái gì cũng bạn ngon nữ hết trơn. Làm gì cũng ngon. Khác ăn ung thư đó, ngon gì. Em mời anh Nguyễn Linh dừng bánh em làm. Cái gì vậy? Coi thôi. Coi chơi thôi. Rồi, mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, kính chào khán giả, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Võ Tuấn Sơn, năm nay em 32 tuổi. Quê quán của em là ở Bình Định, em đang công tác tại Sài Gòn. Em đang là quản lý cho một công ty vận tải hành khách. À, rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Và chào bạn nam bên đó. Em tên là Đinh Thị Hòa, em năm nay 28 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của em là em làm bên tóc nữ ạ. Mình làm cho người ta hả em? Dạ, em làm cho chị của em. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Em tên Hòa nên điểm mạnh của em là hòa nhập, hòa đồng nhưng mà không có hòa tan. Em nấu ăn dở. Nấu ăn dở? Dạ. Ủa, cái đó điểm mạnh hả? Dạ, tại nhà em á thì ai cũng biết nấu ăn hết trơn á. Không riêng mình em lại nấu dở nên cái gì nhà cũng đẩy cho em làm hết trơn á. Bắt buộc em phải làm nhưng mà nấu hoài thì cũng dở là dở. Nhược điểm của em là em hay nhung nhẽo, hay dễ khóc nhè. Bạn trai, điểm mạnh là gì? Điểm mạnh của em là thể thao ạ. Em có những cái gọi là tật xấu gì mà mình có thể nói ra cho bạn gái bên kia biết? Em tật xấu nhiều. Thí dụ? Hút thuốc nè, uống bia được, thẳng tính chưa? Vậy được không em? Dạ, tại em không thích con trai hút thuốc. Hút thuốc có thể bỏ bớt hay bỏ dần rồi bỏ luôn được không em trai? Chắc em bỏ lần lần vậy anh. Rồi, nhiều khi hồi nó gặp bạn gái có động lực bỏ luôn á. Rồi, tình trường của hai bạn thì sao? Hồi đó em trải qua được 3 mối tình à. Ừ. Mối tình sau đạo là nhất là mối tình gần đây nhất của em là quen anh đó được khoảng 2 năm. Trước khi nghề làm cốc thì em làm có làm bên xây dựng. À thì vậy em... hả? Em học cái chuyên ngành nào? Hồi đó em học bên kế toán. Sao tự nhiên chuyển qua làm tóc? Tại lúc đó đi làm thì giống như con trai vậy á, giống như mấy ông giám sát vậy á. Xong rồi với lại đi công tác nhiều quá, xong mẹ thấy cực quá, khổ quá, xong rồi mẹ mới
kêu về làm tóc với chị để sau này còn có chồng. Rồi vậy thì tại sao chia tay bạn trai, cái bạn mối tình sâu đậm? Hồi đó thì cũng quen anh đó, thì tại anh đi công tác rồi nhiều quá, tác động của yếu tố môi trường rồi tùm lum, lòng anh cũng thay đổi và cuối cùng tụi em không gắn bó được nên tụi em dừng lại. Rồi bạn trai bên kia tình trường sao em? Dạ em cũng quen được 3 mối tình. Nói chung là mối tình đầu, tình thứ hai là người ta là bạn em là có gia đình rồi. Còn mối tình thứ ba là bạn sắp cái gia đình. Em mát tay chắc quá em mát tay, Nhưng qua 3 mối tình đó em rút ra một bài học kinh nghiệm là tại sao lại đổ vỡ những mối tình như thế? Thứ nhất là mình không gần nhau anh. Đi như bên kia sao mặt cách lòng. Dạ. Cái sự quan tâm của mình á thiếu quan tâm, thiếu chăm sóc. Quan tâm, đúng rồi. Không tâm lý với bạn gái. Là phải rút kinh nghiệm nha. Bạn gái mong muốn tìm kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Mong muốn kiếm bạn trai là già nghe một chút, hơn em 2-3 tuổi gì đó trở vậy lên. Là anh ra bên kia là hợp lý rồi, 32 được rồi ha. Dạ, tướng thì nhìn hơi tròn tròn chút. Cao khoảng 1m65 trở lên ạ. Tròn không? Alo em. Dạ chào chị. Mạnh khỏe, có thể dân thể thao mà. Em không thích con trai hói. Em không hói chị ơi. Em không thích con trai mắc hí vậy. Không, không có mắc hí. Dạ. Nói gì nữa? Biết quan tâm, lo lắng, với lại đặc biệt là phải yêu gia đình của em. Em đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chuẩn của cổ? Dạ nếu về ngoại hình thì em ok rồi. Tròn không hí, cao 1m7, cao 1m7 vậy. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em chỉ thích không uống thuốc thôi, với lại gia trưởng đó chị. Em thích em có gia trưởng không? Với lại em con trai miền Trung khó lắm chị. Ba mẹ cũng khó nữa. Ba mẹ em dễ lắm em ơi. Ừ. Thì hiện tại anh đang éo á, ba mẹ rất là dễ. Cái điều mà em thích nhất ở người bạn gái là cái mẫu người nó như thế nào? Bạn gái cao trên 60, thích thể thao một xíu ạ. À. Chơi thể thao gì không em? Không, em biết chơi gì vậy? Không. Em có chơi banh đũa không? Dạ, nhỏ có anh. Đúng rồi, cũng có thể thao, thể thao rồi đó. Banh đũa cũng thể thao. Cái gì nữa? Cá tính một xíu, dạ. Có, cá tính. Dạ, ăn mặc phong cách với lại... Phong cách có luôn. Sống nghiêng về gia đình một xíu vậy. Có, dạ, ta rồi. Muốn thành phải thương gia đình ta nữa, thấy không? Em không thích từ gò bó của bạn gái đâu. Kiểu kiểm soát rồi nhau đúng không? Phải tin tưởng đúng không? Chơi thể thao nhiều, em ví dụ em đi đá banh em dẫn bạn gái theo cổ vũ không? Dạ có chứ. Em chịu đi theo cổ vũ bạn trai không? Dạ đi chứ. Phải đi. Dạ. Đến qua coi rằng bạn gái sao nha. Dạ em chào anh. Chào em gái xinh đẹp. Tại sao em không thích đàn ông hói hí? Hói hí nhìn kỳ đúng không anh? Sau này lấy con hí đó. Thí dụ như đàn ông mắt 2 mí, đầu không có hói, ta nhậu nhẹt, ta bê tha, người ta bỏ vợ bỏ con, người ta đủ thứ hết trơn. Trong khi đàn ông hói hí, người ta giỏi, ta chăm sóc vợ con. Em chọn nào? Em chọn hí. Thấy chưa? Quan trọng là chồng á thương mình, còn hói hí thì cái chuyện đó chuyện của trời rồi. Làm sao để giảm hói hí được, thấy không? Dạ. Rồi đây, cưng sẽ hí, sẽ hói đó cưng. Rồi cô gái rất là xinh đẹp. Chứ là đàn trai chịu đàn gái rồi đó nha. Em đi với lại em gái với lại em rể của em. Em chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường ạ. Em là em rể của chị Hòa. Chị Hòa là một người khá vui vẻ. Yêu thương ba mẹ. Em hỏi anh xíu. Dạ. Anh ở Bình Định đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ cái vấn đề bỏ thuốc á, chị Hòa rất ghét. Thì nếu mà hai người thương được nhau á, thì em nghĩ là anh nên bỏ thuốc đi. Giống như em cũng bỏ được rồi. Em thấy anh này bên này cũng được chị Hòa. Cũng cao, cũng sạch sẽ, thể thao. Nhìn cũng khá bảnh á. Bảnh hơn em á. Có hí không? Dạ, không hí. Như em thì em hí đó. Nhưng mà chị Hòa không liên quan tới em. Dễ thương ấy. Anh trai bỏ thuốc đi nha. Dạ hôm nay em đi với anh trai của em, anh ruột của em á. Anh trai là trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Đi với anh trai mà còn hồi hộp hơn là cái em trai á. Tại vì ba mẹ dặn là đi sao để kiếm được vợ cho em mà. Tại mẹ làm mai chút mà không được, chờ sự mát tay của anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Đối với ba mẹ anh á thì vợ anh á còn được cân chiều hơn anh mà. Em đừng có lo là ba mẹ là khó. Nên em bỏ qua cái chuyện mà làm dâu miền Trung là khó. Bên này anh thấy bấm được á, bấm liền luôn đi. Bấm liền luôn đi. Xin cảm ơn. Rồi, anh. Bây giờ để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau nha. Mở rào. Đầu đi Sơn. Dạ. Chào em. Hôm nay anh tới chương trình có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Đây là trang phục của đội bóng của anh. Anh bắt em mặc trang phục không, luôn nếu hả? Mà sau này hai đứa mình quen nhau thì em có thể mặc áo này đi cổ vũ. Cổ vũ từng một trận hai trận thôi. Dạ. Anh em tặng anh này.
anh thấy đẹp không? Trời ơi, tôi thấy nó không được đẹp lắm. Bánh này là bánh tự tay em làm á. Có đèn đen á. Gì vậy? Ăn đi em, bánh dạ. Khác đó Cương, ăn dạ. Đi Cương. Anh thử rồi, ngon không? Bánh này bánh gì em? Dạ, bánh chuối nướng anh. Nướng hơi quá lửa. Dạ, nhưng mà ngon vậy. Ngon hả? Dạ, ngon. Cái gì cũng bạn ngon nữ... hết trơn. Làm gì cũng ngon. Khác ăn ung thư đó, ngon gì. Rồi, mình trò chuyện với nhau đi. Cảm nhận đầu tiên khi mình gặp mặt nhau như thế nào? Em thấy anh như thế nào? Anh khó mà. Anh khó hả? Anh dễ tính mà, khó gì đâu. Dạ, cái giọng anh nó hơi khó nghe nữa. Đúng rồi, giọng miền dạ. Trung Bình Định thì nói khó nghe. Thì từ nếu mà em đi chơi anh nhiều thường xuyên thì nói dễ nghe. Không có đâu em. Tại em chưa tập với vợ anh cũng miền Trung Bình Định nói cũng nghe khó vậy sao. Anh năm nay 32 tuổi hả? Đúng rồi, 32 tuổi. Ủa sao anh ế lâu vậy? Hiện tại là 2 năm anh chưa quen ai. Dạ. Anh được cái là thì trung tình lắm. Em thích thể thao? Dạ cũng thích. Thích nhưng mà cũng ít thôi à. Không có đi gì, không có coi nhiều. Dạ. Tại hồi xưa em làm bên công trình đó, nên cũng hay đi với mấy anh đi mấy cái hội thể thao đó, banh đồ này nọ. Em thì em thích con trai ga lăng chút xíu, cưng em chút, biết quan tâm. Dạ, và đừng có gia trưởng rồi. Và em nghe người ta nói là trai miền Trung gia trưởng lắm luôn á. Anh trai út mà. Tại một vấn đề thì em nghĩ là mình cùng chia sẻ thì nó sẽ tốt hơn. Thì quan điểm tình yêu của anh á thì thứ nhất á, là phải chia sẻ với nhau. Cái thuốc thì từ từ anh sẽ bỏ thôi, nhưng mà hứa bỏ liền thì không được đâu. Nhiều lúc bỏ không được thì nó công em là hứa phải làm gì. Nhưng mà ít ra mình cũng phải có cái thiện chí nói đúng cho rồi, cô thì nghe. Em nói thì bỏ một thời gian nữa thì bỏ. Thời gian là bao lâu anh? Thì chắc cũng vài tháng đó em. Lỡ mà tới ví dụ 1, 2, 3, 4, 5 tháng gì đó anh không bỏ thuốc được thì không sao? Không bỏ, không cho hôn. Phụ nữ là hay đó. Tức là ông không bỏ là không cho hôn lần. Dạ. Là phải bỏ thôi. Còn bây giờ hiện tại bây giờ một ngày thì anh hút bao nhiêu gói thuốc à? Anh hút ít mà nửa gói à. Dạ. À cũng không nhiều đâu. Anh nhậu nhiều không anh? Được 6 chai, 8 chai đó. 8 chai không, à? 6 chai thì cỡ anh 6 chai thôi. Dạ. Chứ 8 chai tại thì cũng... nhà em thì không ai biết nhậu hết trơn á. Nhà em thì em rể của em không biết nhậu, rồi ba mẹ em không ai biết nhậu hết trơn. Nhưng mà có một mình ông anh kế của em là ông biết nhậu. Mà ông lại nói với em là mày quen ai mà biết nhậu cho tao. Thì vậy được rồi đó, có bạn nhậu cho anh rồi. Tại đây ông không thích ai nhậu với ông lắm. Đa số anh em thì chiều chiều gặp nhau thì xong giờ làm á, khách đồ xong hết rồi thì ngồi, một là đi đá bóng, hai là làm trai. Ngày mốt có người yêu phải dành thời gian cho người đúng yêu rồi, nó dạ. Khác à. Ví dụ sau này mình quen với nhau á, rồi Tết rồi về sau về anh mình em ở anh bên là hả? Khoảng một năm là chia nhau một năm, như năm nay, năm trước là anh ở rồi. Năm nay anh sẽ về, năm tới là anh sẽ ở. Là năm ở năm về hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi ví dụ sau này mà ví dụ em lấy anh làm chồng rồi sau này rồi em muốn về nhà em rồi sao? Thì năm ở năm chơi. Về đó. Ấy là thì Tết em phải về nhà anh chơi chứ. Em xây xe anh ơi, xây xe lắm luôn á. Không có đi xe nhỏ mà xe bên anh nhiều lắm. Dạ. À. Em rồi. Mời anh Nguyên Linh dừng bánh em làm. Cái gì vậy? Coi gì? Thôi. Coi chơi thôi. Tân bóng đi, đem trái bóng theo kìa, tân bóng tặng cổ dạ. Đi. Thì em đem bóng này thì em mời anh Nguyên Linh. Mời Nguyên Linh làm gì? À, em nhìn cho, giao lưu một xíu. Bánh không mời, mời bóng. Rồi. Cái gì? Điền bóng anh. Đá bóng giống như muốn quánh lộn vậy. Vô anh, chuyện em anh. Đúng rồi anh. Dục anh. Tưởng gì? Sao đá bóng mà giống bóng vậy? Nhớ xưa quá à. Chơi như xưa vậy đó. Dễ thương quá. Giờ qua người nha. Anh lấp bên đây em qua người nha. Trời. Vậy mà cũng đá bóng. Được không? Dạ được anh, đá tốt anh. Đá tốt không? Dạ thôi, được. Xưa anh đá đội xã mà. đứng lên em trai. Mình đang, người ta đang cảm nhận mình hơi khó đó. Nắm tay nhau mình truyền một chút điện cho nhau đi. Hãy nói cho nhau nghe thật sự trong lòng mình bây giờ đang nghĩ cái gì. Rồi chúng ta quyết định về chỗ có bấm nút với nhau hay không. Cho một cơ hội để nắm tay để cảm nhận đó. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy đi. Thì anh cảm nhận em rất xinh. Dạ em cảm ơn. Ai làm gì làm. Vậy thôi đó hả? Rồi cái ông kia người ta đang, ông Mai kỳ cục, người ta đang tới cái đoạn quan trọng rồi. Ông đi đâu vậy? Đi đâu vậy anh Linh? À. Nước mắt. Thì anh hy vọng thì gì vậy? Đi đâu vậy? Bánh khác. Ủa bánh em có vấn đề hả cưng? Không, em làm mới làm xong sáng nay luôn á. Em làm kỹ lắm luôn á. Sao anh Linh ăn xong rồi anh đi xuống sân khấu luôn vậy?
Em nướng hả? Dạ em nướng. Okay. Nhưng mà tại lúc sáng ok. Em tại sáng em cũng đang luôn bu khách quá trời rồi. Hèn chi. Thôi bỏ qua vô bánh đi. Vô chuyện ấy đi ha. Thôi xong hết rồi. Thôi xong rồi hả? Có cái duyên chúng ta mới gặp nhau tại đây trên sân khấu, bạn muốn hẹn hò. Tuy nhiên có là cái nợ hay không là ăn thua cái nút bấm của các bạn. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Chứ không phải bấm nút chỉ để là uống cà phê hay là nói chuyện dăm ba câu. Cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ, bởi vì rất nhiều người đang theo dõi mình. Mình bấm nút là mình trao cái duyên mình cho người đối phương. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Sao em gái không bấm? Lý do? Em bấm rồi mà. Hả? Em có bấm mà. Có bấm hả? Nắm tay nhau đi hai bạn. Có bấm nhưng mà hơi khét. Chúc mừng hai bạn nha. Nói chút xíu với gia đình đi. Thì em hứa thì sẽ quan tâm bạn gái nhiều hơn. Chắc em mò thuốc. Dạ. Rồi, hôn bạn gái đi. Rồi, mời nhà trai. Rồi. Mời nhà gái. Thì giới thiệu về mình đi em. Dạ rồi, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Ngọc Lan ạ. Em xin chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hoàng Trọng Vũ ạ. Em năm nay là 37 tuổi ạ. Nghề nghiệp của em là y sĩ ạ. Rồi học bao nhiêu năm mới thành bác sĩ? Dạ là 4 năm nữa. 4 năm nữa ha. Rồi em có đang tính tới chuyện học 4 năm nữa không? Dạ có ạ. Rồi ha, một cái tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước nha. Em làm việc ở đâu? Dạ hiện tại em đang làm ở quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình. Dạ. Rồi quê em ở đâu? Dạ quê em ở Huế. Chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. Xin chào quý khán giả, anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan cũng như nhà trai. Em tên là Phạm Thanh Kiều. Năm nay em 32 tuổi, đến từ Vĩnh Long. Hiện tại là em đang làm phiên dịch tiếng Nhật và đang làm ở quận Bình Thạnh ạ. Hajo gozaimasu. Sushi. Có Toshiba luôn không? Toshiba. Mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình đi em. Dạ, thì em là người ham học hỏi và hòa đồng, cũng như là khá là hiếu thảo. Và khuyết điểm của em là do cái thời gian sống tự lập khá là lâu, thành ra là cái việc nấu ăn của em thì tôi là biết, tuy nhiên là không có được ngon, cũng như là cái những cái món ăn của mình cũng chưa có được hiểu nhiều á. Dạ. Chỉ vậy thôi hả? Dạ. Vậy là khuyết điểm lớn rồi. Bên kia có vẻ lanh lợi quá hả? Dạ. Bên đây hơi nhút nhát chút xíu nha. Y sĩ nhưng mà hơi nhút nhát, chỉ có khám thôi, ít nói. Rồi em ưu điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là không hút thuốc. Rồi. Không uống rượu bia. Tốt. Gì nữa bác sĩ, y sĩ? Dạ, thế thôi, phải là ham chơi thể thao. Ham chơi thể thao là ưu điểm. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm của em là ít nói. Nói? Dạ, ngại. Chỉ có khám thôi hả? Dạ. Khám như ghi thôi chứ không có nói hả? Dạ. Trời ơi, nghiệp không? Khám mà thiền, không nói cũng mệt lắm á nha. Thiền khô luôn à. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ mối dài nhất là được 1 năm. 1 năm? Dạ. Lý do sao chia tay? Dạ vì là cách trở địa lý. Cách trở địa lý? Dạ. Em ở đâu? Dạ em ở Huế. Bạn em ở Hà Nội. Cũng đâu có xa lắm đâu. À, miền Trung, miền Bắc thôi hả? Dạ. Bây giờ em đang công tác ở đâu? Dạ bây giờ em đang công tác ở Sài Gòn. Ở quận? Quận Tân Bình. Dạ. Bên nhà gái ở đâu? Dạ em đang ở Bình Thạnh ạ. Rồi gần. Vậy là không phải cách xa nữa nha. Rồi đó, bên đây có 2 mối tình đó. Không biết bên kia làm sao? Mình bao nhiêu mối tình cưng? Dạ nếu như tính chính thức thì chỉ có 1 mối tình thời đại học thôi. Sinh viên năm 2, lúc đó thì bạn cùng ngành và cùng lớp, thì có ngỏ ý làm quen. Nhưng mà sau một khoảng thời gian ngắn, tầm khoảng 1-2 tháng gì đó, thì thấy hai bạn cũng gọi là
còn trẻ, với lại cái việc học còn phải tập trung hơn. Thành ra là chúng em quyết định là tập trung việc học. Chỉ có một. Mê học không yêu. Em gái ơi, bên đây vậy đó. Bên đây nói hai mối tình thôi chứ thật ra bên đây rất là hiền. Mối tình rất thoáng qua, nó nhát lắm. Y sĩ nhưng mà nhát thiệt, nhát luôn vậy đó. Thấy không? Nãy giờ ngồi anh im ru, anh ngồi y sĩ mà nó co ro vậy nè. Giống như ở đây lạnh lắm hay sao á. Thấy không? Em ơi, Hà gái là lanh lợi lắm á. Em có lo gì không? Dạ không. Không có lo hả? Dạ. Em mong muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ là vui vẻ, hòa đồng. Vui quá vui. Cô đã hòa đồng luôn rồi đó. Vui lắm. Dạ. Ừ, gì nữa? Thích tóc dài, tóc ngắn? Dạ, thích tóc dài. Tóc dài, hơi gần có dài. Sắp dài rồi. 2 tháng nữa. Sắp sửa dài. Gì nữa? Dạ là không xăm mình. Có xăm mình không? Không có. Ở ngoài những cái mà tôi thấy á thì nó thì chưa có xăm. À. Còn những cái chỗ tôi không thấy thì tôi không biết. Biết đâu có xăm đúng không? Cái đó chú về chú tự nghiên cứu. Ông nguyên sĩ tôi nè. Dạ. Ngọn nhát bây giờ ông sợ. Nhát gái. Nguyên bộ đồ nghề luôn à. Ừ, coi khám coi Ngọc Lan có bị Covid không. Hồi nãy trước khi bước vô phim trường là test rồi. Trời ơi, không test đâu ai cho vô đây. Kỳ cục ghê. Bác sĩ, y sĩ ơi, nhưng ngoài những cái điều kiện đó rồi mình có mong muốn gì nữa ở người bạn gái tương lai không? Là có. Biết chăm lo cho gia đình hai bên, nội ngoại. Biết ăn ở với là đối xử chồng con trên dưới. Không quýnh chồng con hả? Dạ, dạ không. Bên đó có hay quýnh chồng con? Chưa có, không biết. Tương lai có hay quýnh không? Không, em hiền khô à. Không có nợ quýnh con ở đây đâu. Thật ra là hôm nay dễ thương. Anh hiền khô không như cục bột vậy đó. Hiền lắm luôn á. Bây giờ em gái nè, em không thích đàn ông ở điều gì? À, đầu tiên là không hút thuốc. Cái thứ hai nữa là cái tính gia trưởng của mấy bạn nam. Bên kia khỏi có vậy luôn rồi đó. Gia trưởng như nổi. Chắc toàn làm gia phó thôi. Gia trưởng đây nè. Rồi gì nữa? À, nói chung là có công việc ổn định để mà chăm lo gia đình và tương lai. Quá ổn định luôn. Dạ. Vậy thôi đó. Chỉ có hiền nhát gái thôi. Mà cái tính nhát gái này là phụ nữ rất là thích nha. Bởi an vì toàn. Đúng không? An toàn đúng không? Dạ. Ừ, được rồi. Có điều gì em không thích không? Nói chung là anh không hút thuốc là một cái ưu điểm khá là lớn rồi. Được rồi. Ngon dạ. Lành. Anh thấy được rồi đó. Cái cuộc mai mối này tôi thấy có cái màu sắc đỏ tươi. Có hồi nãy đúng không? Ừ. Với ai? Để anh đi với cậu em ạ. À cậu. Dạ, à. Chào cậu. Nói chung Vũ thì nó hiền lắm. Nói chung nó không có cha từ lúc nhỏ. Nó một mẹ một con à. Nó là con của bà chị ruột mình. À. Thì nói chung hai mẹ con sống, nói chung mẹ là đơn thân mới sinh ra thì mấy tháng thì ba nó mất. Nó nhát gái lắm, trời ơi. Mỗi lần đi đâu tới ngồi mà giúp đem giới thiệu lên tới nó ngồi co ro vậy nè. Đó, nãy giờ thì Trang vậy đó. Cô gái bên đây có hợp với cháu của cậu không? Thấy cô gái bên này thì đồng ý thì cũng được. Thì giống như căn bản thì hai người cho nhau cơ hội cho cậu thì đứng giữa thôi. Đúng rồi, ok, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với hai bạn đồng nghiệp ạ. Chào quý khán giả, chào MC Ngọc Lan, chào MC Quỳnh Linh. Em làm việc với chị Kiều cũng được 5 năm rồi ạ. Thì em cảm thấy anh này cũng hơi hiền, hơi nhát. Chị Kiều thì hòa đồng vui vẻ hơn. Thì em nghĩ hai anh chị sẽ hòa hợp với nhau, sẽ bổ trợ dạ, cho dạ. Nhau. Mình mở rào cho hai bên gặp mặt nói chuyện mình đi rồi tính sao nha. Nhớ nha, mở ra khám bệnh liền. Bạn gái bên kia ngồi y nguyên để bạn trai khám bệnh nha. Coi khám đúng chuyên môn mình, coi mình thoải mái không cái đã nha. Ok, mở rào. Kiểm tra sức khỏe liền. Chuyên môn đâu? Chuyên môn. Không, ông không dám qua luôn. Anh chào em ạ. Dạ, em chào anh. Có món quà tặng em ạ. Dạ, em cũng gửi anh quyển sách. Hy vọng là trong tương lai mình cũng thể học thêm nhiều điều mới và cùng tiến tới ạ. Anh cảm ơn. Dạ. Anh có cần anh kiểm tra rồi sức khỏe không ạ? À, dạ, em test Covid rồi, chắc khỏe. Tôi đề nghị của tôi có cô em có bị qua này như hơi nhức đầu, khám tổng quát coi sao. À, nếu vậy anh xin phép kiểm tra tí nha. Dạ, chắc ổn. Kiểm đi.
thở bình thường, không sao đâu. Nói chung là bình thường, không sao. Gì vậy? Gì mới có một chút xíu dạ, đang nhịp tim. Có bắt mạch được không? Dạ được ạ. Làm thiệt cái tới sáng quá. Không, nói chung là hơi yếu đấy. Hơi yếu hả? Dạ, hình như gặp được đối tượng nên hơi yếu á. Anh bắt đầu anh dạng miệng rồi đó. Đó, được rồi, rồi đó. Vô rồi đó. Vậy đi. Thoải mái lên nào Vũ. Hợp lý rồi đó. Rồi. Em có nhận xét anh như thế nào? Dạ, anh khá là hiền. Nói chung là về cái tính tình thì sẽ rất là phù hợp với một người làm người chồng, người cha tốt. Nhưng mà anh phải cố lên tại vì hiền quá. Em thì hơi lanh hơn một xíu. Anh có nhận xét gì về em không ạ? Thì em cũng vui tính, cũng hòa đồng á. Nói chung cũng bổ trợ được cho anh về cái điểm đó. Dạ. Cho em hỏi là mình sắp học lên bác sĩ là mình đang chuẩn bị học hay là mình đang học rồi anh? Anh đang chuẩn bị học. À dạ. Là thời gian 4 năm nè. Vậy thì chừng nào mình mới có thể là nếu như mình hợp nhau thì khi nào anh mới dự tính là sẽ kết hôn? Học xong hả? Không, thôi cũng không cần phải học xong. Nói chung là anh có thể vừa học vừa làm mà. Vì cái này là anh chỉ học lên nên anh chỉ học vừa học vừa làm. À. Tức là vẫn hoạt động ở bệnh viện, dạ, phòng khám, vẫn vừa đi học vừa đi làm luôn. À. Nói chung là vẫn có thể vừa học nè, vừa làm y sĩ nè, rồi vừa làm chồng được. Đúng rồi, là vừa học, vừa làm, vừa lấy chồng luôn. Cái gì lấy chồng? Lấy vợ luôn. Đó, được không? Vậy là hợp lý đó. Coi như mình 3 trong 1 luôn á. Vừa làm, vừa đi học lên bác sĩ, vừa lấy vợ luôn, được không Vũ? Dạ được ạ. Hả? Dạ được ạ. Được ha? Giờ em nói đi. Bây giờ mình hẹn hò tuần mấy lần, hẹn hò sao đó, em ở đâu hỏi đi. Vậy là anh chỉ nghỉ được ngày Chủ nhật. Cuối tuần hay là ngày thứ bảy anh không được nghỉ luôn hả? Nếu mà anh sắp xếp được thời gian được thì anh có nghĩ anh có thể nghỉ được chiều thứ bảy là đến ngày Chủ nhật, sáng thứ hai anh đi làm lại. Bận, anh bận quá, anh bận quá. Em thì làm việc hành chính. À, với lại em có thể nghỉ được 2 ngày thứ bảy trong tháng. Có nghĩa là em nghỉ được 6 ngày hơn anh một xíu. Nói chung là mình có thể là hẹn nhau vào cuối tuần. Dạ. Được không? Dạ được. Ai xuống chở ai? Dạ thì Nam sẽ xuống chở. Đúng rồi, em biết nhà bạn đó chưa? Dạ chưa. Hỏi đi. Hiện tại em đang ở đâu? À, em đang ở Điện Biên Phủ. Ở quận Bình Thạnh, ở quận Bình Thạnh đó anh. Cũng hơi xa một xíu, chịu khó chạy nha. Bữa nay không sao, có xe mà. À dạ, có xe nhưng mà sẽ chịu khó. Có xe mà. Đừng nói đi xe buýt nha. Vũ chừng nào muốn lấy vợ nè? Dạ, nếu được thì sang năm. Sang năm. Đó, giờ em hỏi về bạn gái đi. Em khoảng bao lâu thì em chịu cho anh bước tới? Em dự định là khi nào lấy chồng? Thì nói chung là sau cái cuộc gặp hôm nay mình tìm hiểu nhau, nếu như mình cảm thấy là phù hợp thì sang năm em cũng nghĩ đến cái chuyện kết hôn rồi ạ. Nếu sinh con đầu lòng là em muốn con nào? Cái đó là tùy nam mà. Tùy anh con trai, có nghĩa là trời cho con nào thì lấy con đó thôi. Chứ em cũng không có cái quan niệm là con trai hay con gái. Nhưng mà em nghĩ chắc là mẹ anh là sẽ cần con trai hơn đúng không? Mẹ anh cũng không áp đặt về vấn đề con à. Dạ. Nếu như sau cái kết hôn thì anh dự định là sẽ ở thành phố hay là mình về quê anh? Nếu em thích về quê thì anh sẽ đưa về quê. Vì ở ngoài quê anh cũng có chỗ đàng hoàng nhưng mà chỉ có không có việc làm thôi. Anh chỉ làm, anh muốn lập nghiệp ở thành phố. Dạ, vậy thôi mình lập nghiệp đi anh chứ. Vậy vậy chứ. Không có việc làm khổ đúng, lắm. Đúng rồi. Quê anh Diệm có, chỉ có việc làm không có. Ở quê là ở huyện nào? Dạ, em ở ngay trung tâm thành phố á. À, trung tâm có việc làm sao không có em? Có bệnh viện không có gì mà. Đầy đủ. Cần anh xin cho em, ở Huế anh xin cho. Đúng không? Bệnh viện Trung ương Huế. Có gì đâu mà không có việc làm. Thành phố Huế là thành phố trực thuộc trung ương nha, rất nhiều việc làm.
Thành phố Huế là một thành phố đang phát triển, có sân bay, có du lịch, có đầy đủ mọi thứ. Thành phố mộng mơ. Có nhiều bão nữa. Chỉ có bão là nó mệt thôi em. Thành ra là nơi đó nói tóm lại là ở Huế cũng là một nơi rất là tốt để có thể dự định trong tương lai luôn á. Ở Huế thì em nhà ở đó ở đang ai ở đó? Dạ mẹ em ạ. À, nhà tại thành phố Huế luôn hả? Dạ. Đó vậy là được rồi. Bác gái ở nhà một mình anh không lo cho bác hả? Cũng có mà đều vì công việc nên. Sao anh không có ý định đón bác vô đây? Anh cũng có ý định đón vô mà bác không chịu. Bác nói thôi ở quen ngoài quen kia. Cuộc sống anh. Dạ. Mấy bác người lớn. Cái cô này có hỏi cái câu này em rất là thích. Đúng luôn á. Thì mình thích mà mình xúc động luôn á. Ừ. Bởi vì đây là cô gái rất là thông minh, lanh lợi. Cổ sẽ chủ động tất cả mọi thứ luôn á. Thật ra anh thấy cặp đôi này thế này nè. Bạn này quá hiền luôn, hiền lắm luôn á. Nếu mà em gái đó, em thấy có đây có thể mình sẽ là một nửa bánh ghép của mình. Thật ra phải cần thời gian tìm hiểu xem trái tim mình có rung động hay không. Nếu mà rung động thì đây cũng chính là người để em hướng tới. Ha. Anh này thì thật ra nếu xét về tương lai thì cũng ổn định đó. Nếu mà học lên 4 năm nữa thành bác sĩ thì tương lai nó rộng mở hơn nữa. Yeah. Và có đôi khi là anh sẽ mở tiệm thuốc, em đứng em bán cũng được. Về chuyên môn thì anh có, nhưng mà về vấn đề mà giao tiếp hay là về vấn đề quan hệ xã hội đó thì anh rất là yếu. Và điều đó em sẽ quản lý hết. Và người này chắc, anh nghĩ chắc là khó có ai mà có thể ghen được hay là... Mày thẳng cái lưng lên coi! Trời ơi! Hiền dữ vậy trời. Tức ghê á. Ừ. Hả, anh phân tích như thế, thật ra em đủ, anh nghĩ là em đủ thông minh để em nhận định được con người đối diện. Chỉ có điều là cậu ấy quá hiền thôi. Em thấy sao nè? Dạ, hiền cũng là một điểm tốt. Ừ, dạ. Đúng rồi. Việc quan tâm với gia đình với lại cái tương lai ổn định nó là một cái điều quan trọng hơn. Dạ. Nhưng mà hiền quá điểm con không tốt lắm. À, em sẽ bù lại phần này cho. Hay quá. Chịu em gái cho nó. Thích cô gái này quá đi. Bây giờ nè, Vũ, em cứ nhìn bước tới cô gái đó. Bây giờ nè, em lấy hết sức can đảm của người đàn ông, một người y sĩ. Em nói hết những cái gì em suy nghĩ về cô gái đó. Cái này anh không chỉ được rồi ha. Nói đi cô gái đó. Quan trọng là em nói thôi, cô gái kia cô hiểu hết rồi đó. Nào, bước tới rồi. Nắm tay cô gái đó, nhìn thẳng vào, muốn cái gì, nói cái gì nói lớn lên. Nếu được thì em sẽ cho anh một cơ hội để mình tìm hiểu nhau, rồi mình tiến tới xa hơn nữa. Dạ. Đứng nguyên. Bây giờ hỏi Vũ nè. À. Nắm tay cô ấy đi. Nắm gì vậy? Được không? Dạ được. Vũ thấy có thật. Trong trái tim mình có một chút gì rung động với cô gái đó không? Dạ có. Thích không? Dạ có. Thật ra còn người gái kia là em rất cần những người phụ nữ như thế đó. Nếu em gặp một người phụ nữ mà hiền quá hoặc là gọi là quá lanh lợi hay là ấy là em cũng mệt lắm á. Cô đây vừa đủ luôn đó. Đúng cơ hội luôn á. Quan trọng cô có bấm nút hay không thôi. Em bấm mà chắc là đúng không? Dạ. Em bấm không? Không biết luôn hả? Rồi thôi ngồi vô ghế đi. Còn 3 giây suy nghĩ hả? Thôi giờ tôi không biết Vũ đang nghĩ gì. Và thật ra đây chàng trai cũng rất là bí ẩn luôn á. Mình làm mai làm mối mình gặp mấy ca này thật ra rất là khó. Mình khó đoán được là cậu ấy đang nghĩ gì và khó biết được cậu ấy đang muốn gì nữa. Thôi bây giờ hai bên để tay mình nút bấm các bạn. Để tay trái kìa Vũ. Các bạn tự quyết định cho cuộc đời của mình. Các bạn sẽ tự quyết định bấm nút hay không bấm. Bấm là chúng ta có trách nhiệm với nút bấm đó. Xin nhắc lại, không bấm vì bất cứ điều gì. Cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình thì mình bấm. Không thì dành nút bấm đó cho người khác. Đừng để đối phương hiểu lầm mình nha. Nào. 1 2 3 Hết thời gian.
chậm nữa. Sai rồi. Không nắm tay. Thấy chưa? Thấy tội nghiệp quá, không nắm tay hả? Lúc đó mới bấm, mới nắm. À thôi thì như nãy anh nói đó, mình chịu khó, mình chủ động chút xíu đi. Dạ. Ha. Biết đâu một ngày nào đó em sẽ hỗ trợ cho Vũ, sẽ mạnh mẽ chút xíu nữa. À, trở thành bác sĩ tương lai phải cần cái điều đó nha Vũ nha. Có thể y sĩ thì mình có thể trong giao tiếp mình chậm chạp, mình hiền lành, nhưng mình phải rèn luyện cho mình một cái kỹ năng, người ta gọi là kỹ năng mềm đó. Anh tin rằng em sẽ làm được. Anh tin rằng với sự hỗ trợ của bạn gái kế bên, em sẽ làm được đó. Tương lai phải trở thành bác sĩ nha Vũ nha. Tương lai phải mạnh mẽ hơn nữa. Tương lai phải đi cùng với cô gái này. Anh nghĩ là như vậy. Dạ, em cảm ơn anh. Vũ có muốn nói điều gì với mẹ của Vũ không? Tại vì chị biết là mẹ sẽ là người vui nhất trong ngày hôm nay. Cậu nữa. Má ơi, con đang con dâu về với mẹ ha. Cậu cười rất hạnh phúc luôn á. Chính cậu là người rất là lo, bởi vì cậu đang rồi là cưu mang cháu đó ha. Dạ. Cậu rất là hạnh phúc luôn á. Nói với cậu điều gì đi Vũ. Dạ. Con cảm ơn cậu ạ. Cậu hiểu con, chỉ gặp người khác là bực mình lại nó có câu một không à. Thôi được rồi, thật ra phải cảm ơn em gái. Em bấm nút là thật ra anh rất là vui đó. À, anh muốn rằng có một người để cùng chia sẻ với Vũ. Anh biết rằng là Vũ cũng có nhược điểm của Vũ, nhưng nếu chúng ta biết phát huy và gọi là hỗ trợ cho Vũ thì Vũ cũng sẽ thành một cái con người mạnh mẽ hơn nữa. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Anh tin em làm được điều đó nha em gái. Dạ, em cũng tin vào mình ạ. À.